Bây giờ hôm nay mình sẽ sửa cái này, sẵn quay video cho anh em coi luôn. Rồi, hôm nay sẽ sửa cái phần đó. Đó, nó nứt cái miếng này nè, cái miếng này nó rời ra luôn nè. Mình sẽ nâng cái này lên, xong rồi đưa cốt thép vô trong này, xong rồi đổ bê tông vô, là chét hồ vô trong đó, chét xi măng vô để nó liền cái phần này, nó đỡ cái trụ này xuống. Thì bây giờ việc đầu tiên là phải đo để cắt cái khung thép. Mày cầm con điện thoại đi. Mày cầm điện thoại không? Khô chưa? Khô cứng. Chụp. Nè. Yeah.
đi xuống dưới đi, móc cho nó xuống dưới đi. Cho nó tụt xuống dưới. Cho nó khô hẳn rồi mình hạ xuống. Chiều đưa thêm vô. Hạ xuống ngon lành đi. Cho nó khô hẳn đây. Cho nó khô hẳn. Không. Tại nó làm không được. Tại nó làm không được. Phải, chỗ này nó khó thi công nè. Tự nhiên nó thẳng thà, nó từ trên dưới nó không có cái gì cản đây, nó bị cản ở đây. Chỗ này chiều là phải đập ra nè. Đập này ra nè. Khoan mà mình mà tốt tí á, là khoan ở đây cho nó. Hôm qua là khoan lên luôn cho nó ăn ở trong cây đà. Hồi chiều làm tiếp. Tối quá. Giờ trộn xi măng nè. Chét lên cái chỗ nó còn hở. Rồi xong mình thả cái đà nó xuống. Rồi. Chét lên cái chỗ này nè. Chỗ nó còn hở khoảng. Đó, cái chỗ nó hở khoảng 1 cm đó. Rồi lắp cái chỗ hở kia luôn. Rồi, rảnh rỗi quá.